bứt phá tiếng Anh, phát triển toàn diện với phương pháp đào tạo Ripple tại IELTS Fighter. Refine knowledge, chất lọc kiến thức. Chỉ học những gì học viên cần, không học những gì tiếng Anh có. Tại IELTS Fighter, các thầy cô sẽ giúp học viên sàng lọc kiến thức, chỉ tập trung vào kiến thức chủ đạo, phục vụ trực tiếp cho bài thi. Từ đó, học viên sẽ tiết kiệm được thời gian học tập cũng như nâng cao hiệu quả trong quá trình học. Inspiration, tính truyền cảm hứng. Giáo viên luôn thể hiện phong cách năng lượng thông qua giọng nói to, rõ ràng, ngôn ngữ hình thể mạnh mẽ, phóng khoáng, giúp học viên luôn cảm thấy hứng khởi, khiến mỗi giờ học luôn tràn đầy sự hứng thú. Giáo viên là người chủ động kết nối thường xuyên, đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học, giúp xóa bỏ rào cản giữa học viên và giáo viên. Practice, tính thực hành ngôn ngữ. IELTS Fighter áp dụng học ngôn ngữ theo quy tắc SKS. Học viên sẽ được tiếp cận tiếng Anh theo hai kỹ năng, nghe và đọc. Từ đó, những thông tin tiếp nhận được qua hai kỹ năng này, học viên sau đó sẽ đúc rút, ghi chép lại kiến thức về mặt từ vựng, ngữ pháp, phát âm và cuối cùng áp dụng luyện tập qua hai kỹ năng chủ động là nói và viết, giúp học viên được thực hành kiến thức trong lớp càng nhiều càng tốt. Logic, tính chặt chẽ. Mỗi buổi học tại IELTS Fighter luôn được thiết kế với 3 nội dung chính là cung cấp kiến thức nền tảng, từ vựng, ngữ pháp, phát âm, tập trung cải thiện kỹ năng làm bài thi và luyện tập.